Ôi xong rồi. Sao lại hao tận 1 cm so với ngày hôm qua thế này? Đổ vào đấy làm gì ạ? Cái gì? Bát nước mắm còn nhiều như thế này mà chị lại định đổ đi để dọn rửa à? May mà tôi phát hiện ra kịp, tôi còn chất vào đây để mai dùng tiếp. Nhưng mà nó chỉ còn có một tí thôi, có đáng bao nhiêu đâu mà mẹ phải tiết kiệm như thế ạ? Không đáng bao nhiêu ấy hả? Cái bát nước mắm này quy ra tiền nó phải đến 5.000, mà chưa nói đến hành tỏi ở trong ấy nữa thì nó phải bị 10.000. Cái gì cũng phải quy ra tiền, biết chưa? Mẹ nói đúng rồi đấy, vợ chồng mình có làm được bao nhiêu đâu. Học cái tiết kiệm của mẹ đi. Nói thì không biết đường mà nghe. Cái nhà này nhờ tiết kiệm tí mắm tí muối mà có được đấy. Mới về làm dâu ấy, không biết cái gì thì lặng yên mà nghe, cứ cái chém chém ấy thôi. Hôm nay tôi sẽ kiểm duyệt nội dung mua hàng trong tháng. Từng người một đọc nội dung mua hàng cho tôi. Nhớ, lại có cả giá cả nữa đấy nhá. Dạ vâng, con xin phép ạ. Đây ạ, đơn xin mua đồ. Nước lau sàn 35.000, giấy vệ sinh 45.000, bông vệ sinh 18.000, tổng cộng là 98.000 ạ. Hỏng rồi. Cái này không được, tôi không thể duyệt được. Mua hàng gì mà toàn những thứ linh tinh vớ va vớ vẩn không cần thiết thế này? Ơ kìa mẹ, đây toàn là những đồ sinh hoạt cơ bản trong gia đình mà, sao lại không cần thiết ạ? Tôi biết ngay là thế nào chị cũng cãi lời tôi mà. Thế bây giờ tôi hỏi chị nhá, lau sàn nhà bằng nước thường nó không sạch được à? Tại sao lại phải mua nước lau sàn? Thế còn giấy vệ sinh nữa, tôi cũng không biết chị nghĩ cái gì trong đầu mà chị phải đi mua giấy vệ sinh. Nhà này không thiếu thì giấy báo, không thiếu gì bìa cắt tông. Chị nghĩ gì mà chị phải mua giấy vệ sinh về cái nhà này? Dạ, thế còn món cuối này thì con có được mua không ạ? Băng vệ sinh ấy hả? Chị làm cái gì mà chị mua cả một cái bịch to 18.000 đấy à? Mua 2 cái lẻ 1 tôi thì tôi duyệt cho, còn nếu không thì thôi, dẹp. Mẹ ơi, cái này thì người ta không bán lẻ mẹ ạ. Với lại con mua loại này là rẻ nhất rồi đấy ạ. Đây, cầm cái này về mà dùng này, vừa tiện lợi vừa sạch sẽ lại không tốn kém. Chưa dùng mấy cái băng vệ sinh kia, một lần thì vứt đi phí phạm lắm. Mẹ ơi, con sợ là dùng cái này nó không vệ sinh đâu ạ. Với lại cái băng vệ sinh kia nó có tốn kém lắm đâu ạ, chỉ có 10 mấy nghìn thôi, vừa tiện lại vừa an toàn nữa. Khổ quá, tôi đã bảo với chị rằng á, chị dùng rồi là giặt đi, sạch sẽ rồi lại dùng lại. Như thế là có phải là vệ sinh không? Tôi đây này, bao nhiêu năm tôi vẫn dùng như thế, có sao đâu. Nói tóm lại là đơn này tôi không duyệt. Rồi, không được duyệt thì tránh ra chỗ khác đi, để đến anh chứ. Để tới anh xin. Mẹ, con xin gửi mẹ đơn xin mua đồ của con. Đúng là con trai của mẹ quá khác. Viết chữ nhỏ như thế này là để tiết kiệm giấy đi mà, chứ không lãng phí như ai kia. Mẹ ơi, mẹ cho con xin mua lọ nước hoa, có 2 triệu thôi mà mùi này thơm ơi là thơm luôn đi mẹ. Với cả là cho con xin thêm 1,5 triệu nữa con mua cái áo sơ mi mới ra con mặc đẹp cực kỳ luôn. Với cả là tiền đi nhậu tháng này của con cũng chỉ dám xin thêm mẹ 2 triệu nữa thôi. Được, toàn những thứ cần thiết. Mẹ duyệt luôn. Con cảm ơn mẹ. Mẹ, đơn xin mua đồ của con chưa đến 100.000 mà mẹ không duyệt cho con. Trong khi anh Hoàng anh ấy xin mua đồ toàn những đồ linh tinh mà đến cả 1 triệu bạc, mẹ lại đồng ý là thế nào ạ? Cái gì? Em nói cái gì đấy? Đồ nào đồ linh tinh đấy? Này, đây toàn là những cái thứ rất là quan trọng phục vụ cho công việc của anh nhá. Cái gì là cái linh tinh ở đấy? Đồ nào là đồ linh tinh? Đây là toàn những thứ phục vụ cho công việc. Đàn ông ấy, nó cần phải sự nghiệp, nó cần có bộ mặt. Chị bây giờ lại còn ghen tất cả với chồng chị nữa hả? Cứ gặp mặt chị, nói chuyện với chị là tôi nhức hết cả đầu, cả óc tôi lên. Thôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đi vào phòng nghỉ đây.
Con cầm đấy. Con xin đã để được. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Khiếp. Con dâu của mẹ giàu thật đấy. Mua được bao nhiêu là mỹ phẩm và quần áo rõ là xịn sò. Con thích ý, thì sang lấy về mà dùng. Mẹ bảo mẹ phải đuổi khéo con dâu đi để chuẩn bị cho con bao nhiêu đồ ăn này. Bây giờ mẹ đóng hộp, tí nữa con mang về bên nhà hai vợ chồng ăn với nhau. Chứ con dâu ở nhà nó ăn ké thì lại tốn thêm cả một đống tiền. Thế thì con xin hết nhá. Ôi dồi, đúng là chỉ có mỗi mẹ là yêu thương, là chiều chuộng con thôi. À, cái đơn xin mua đồ ấy, con chỉ mẹ áp dụng thế nào rồi. Đấy, đấy đấy, từ lúc con chỉ cho mẹ cái chiêu đơn mua đồ đến giờ á, cái Ngọc nó cứ trình bày mua cái gì ấy, mẹ dẹp đi hết, mẹ không duyệt, mẹ triệt luôn. Tức lắm, nhưng mà không làm gì được mẹ. Đấy, mẹ phải kiểm soát, thắt thật chặt chi tiêu, như thế thì mới giữ được tiền. À, cái con cái đống mà của hồi mua của nó ấy, mẹ cầm hết tiền chưa? Trong túi mẹ hết đây rồi, đã vào tay mẹ rồi, còn lâu mới đòi lại được. Dạ, mẹ của con quá tuyệt luôn. Con chỉ gợi ý mỗi cái chuyện mà nắm giữ tiền của nó, thế mà mẹ làm được tốt luôn rồi. Mà với cả ấy, nó cũng chỉ là người ngoài thôi mà. Mình lấy được cái gì thì cứ lấy, mất gì đâu. Ôi, đẹp thế. Sao hôm nay chị đi làm về sớm thế? Tôi tưởng là chị phải đi làm về muộn lắm cơ mà. Con về lấy tài liệu rồi con đi luôn ạ. Ôi, Thương ơi, con đừng mang đồ ăn sang đây cho mẹ làm gì nữa cả. Mẹ không ăn đâu, thôi thôi, con mang về cho chồng con ăn đi. Hình như kia là quần áo với mỹ phẩm của mình mà. Sao chị ấy lại lấy ra rồi cất hết vào túi của chị ấy là thế nào? Này, đi làm về nhìn thấy chị chồng đứng đây không biết mở cái mồm ra mà chào. Đứng chờ ở giường cái mắt ếch lên như thế. Mở mồm ra chào thì cứ đứng đực ra đấy. Em chào chị ạ. Nhưng mà chỗ mỹ phẩm với quần áo này là của em à? Sao chị lại lấy của em ạ? À, thì con dùng nhiều như thế không hết ý, thì cho chị nó một ít cũng có sao. Lấy một tí thì làm sao mà phải gào ầm ĩ lên. Người ta mà biết điều ý, người ta đến hẳn nhà chị chồng, người ta mua quà người ta biếu. Đây lấy một tí đồ thôi mà cũng so đo tính toán, cái loại kỳ bò. Vâng, chị lấy cũng được thôi. Nhưng mà chị trả tiền cho em, xong rồi chị lấy đồ đi. Này, em làm sao đấy? Sao lại tính toán tiền nóng với cả người nhà nữa? Em thì đầy quần áo rồi đấy, cho chị một tí thì có làm sao? Chị hỗn láo thật đấy. Bây giờ lại tính tiền cả mấy cái đồ cũ của chị với chị chồng nữa cơ đấy. Con có dám hỗn láo với chị Thương đâu ạ. Tự dưng con chợt nhớ đến lời mẹ dạy, là cái gì cũng phải quy ra tiền, phải biết tiết kiệm. Chị Thương, em xin lỗi nhá. Chẳng qua ấy, là em đang làm theo lời mẹ dạy thôi. Em tính xương xương chỗ này chắc là khoảng 10 triệu. Trả lại em đi. Này, tao trả lại mày nhất vật đục. Tao không thèm luôn, mày cầm hết đây nhá. Cái loại kim bò. Con đi về này. Mất mình quá. Chị, chẳng ra làm sao. Đây, mẹ cho ít tiền, cầm lấy, thao mà mua sắm quần áo. Này, cứ tiêu thoải mái nha, không cần phải trả lại cho mẹ đâu. Tiền này là tiền của con Ngọc đấy. Mấy hôm nữa, mẹ bán nốt vàng của nó, mẹ lại đưa nữa cho mà tiêu. Ôi dồi ôi, con yêu mẹ lắm, con xin mẹ nha. Ai cho phép chị tự động vào trong phòng của tôi thế hả? Mẹ, sao mẹ lại đưa tiền của con cho chị Thương ạ? Mẹ còn có ý định bán cả vàng, bán cả của hồi môn bố mẹ con cho để đưa cho chị Thương nữa. Mẹ bảo là mẹ giữ hộ con cơ mà. Mẹ trả lại cho con đi ạ. Mẹ đã làm gì? Bỏ ra. Con này. Bỏ ra. Con này. Cô đã làm cái gì đấy hả? Bỏ ra. Cô dám đánh mẹ với chị tôi à? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đánh mẹ anh với chị anh? Là họ cấu kết với nhau bỏ rút tiền của tôi đấy. Này, mày lấy chồng rồi, mày phải theo luật của nhà chồng. Tiền của mày ở trong nhà này cũng
cũng là tiền của bọn tao, biết chưa? Ôi trời ơi, nhà dâu mới về dám đánh cả mẹ chồng lẫn chị chồng như thế này à? Ôi ôi, thế này thì tôi đau đầu quá, tôi chết mất rồi. Mẹ không sao chưa? Đấy, mày thấy chưa? Mẹ cứ đòi lấy nó bằng được đi. Mới về làm dâu thế này rồi, sau này tính làm loạn à? Cô còn đứng đực ra đấy à? Không mau xin lỗi mẹ với chị tôi đi. Cái loại này quỳ xuống xin lỗi chưa chắc còn tha lỗi cho đâu nhá. Giờ thì tôi nhìn rõ bộ mặt thật của các người rồi. Từ ngày hôm nay, tôi không còn là dâu ở cái nhà này nữa. Tôi cũng không còn là vợ của anh nữa. Số tiền này coi như là tôi bố thí cho các người đấy. Cô đứng lại đấy. Trời ơi, con lại cứ tưởng là mẹ ốm sắp chết hay thế nào, hóa ra là tụt huyết áp à? Tưởng nào chạy sang xem tờ di chúc. Mẹ nói cái gì thế hả? Thì ra mày luôn mong tao chết thì lấy tài sản thôi à? Mẹ buồn cười thật đấy. Thế bây giờ, ai chết mà phải chia tài sản? Con nói thế mẹ cũng chết luôn được đâu. Đây, bảo con nó khúc mía, mẹ cầm lấy mà nhai nhá. Mẹ nhai cái khúc mía này xong ấy, đường nó lên mẹ khỏe re. Thôi con phải về nhà, nhà con bao việc. Đấy, mua đồ ăn cho mẹ rồi đấy, thế nhá. Thế mẹ nhá, bye bye, yêu mẹ. Con với chả cái đứt ruột đẻ ra, không ngờ nó lại chỉ quan tâm đến tiền bạc tài sản của mình. May quá, mẹ tỉnh rồi ạ. Lúc nãy con về dọn đồ, thấy mẹ đang nằm ở trên sofa. Con đã gọi bác sĩ đến để khám và truyền nước cho mẹ rồi. Mẹ bị tụt huyết áp thôi, nghỉ ngơi một lát là không sao đâu ạ. Mẹ cảm ơn con. Giờ mẹ thấy xấu hổ quá. Mẹ không biết nói gì với con nữa cả. Cho mẹ xin lỗi vì tất cả những chuyện không hay mẹ đã làm với con từ trước đến nay. Mẹ cũng sao rồi, con đi làm không về kịp. May mà cái Ngọc nó đến, nó đã gọi bác sĩ đến thăm khám cho mẹ. Mẹ không sao con ạ. May quá, may mà con tới kịp. Chứ không thì anh cảm ơn em nhé. Ngọc này, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm với em. Mình quay lại với nhau được không? Anh hứa anh sẽ thay đổi mà. Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Em đã nấu cháo cho mẹ rồi, anh chăm mẹ nhé. Em dọn đồ xong rồi, bây giờ em phải đi đây. Thôi thì mình không có duyên làm vợ chồng, mình làm bạn cũng được mà.